Mới đây, một sự việc cướp giật trắng trợn xảy ra tại một ngôi nhà ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, khiến cho nhiều người xem phải hốt hoảng. Đoạn clip cho thấy bé trai ngồi chơi trong nhà bị một người đàn ông lạ mặt xông vào giở trò cướp giật. Mới đây thì một sự việc cướp giật trắng trợn xảy ra tại một ngôi nhà ở Thủ Dầu Một, Bình Dương khiến nhiều người xem phải hốt hoảng. Cụ thể thì diễn biến của vụ cướp được camera an ninh trong nhà ghi lại vào khoảng 15 giờ 46 phút ngày 6 tháng 3. Lúc này thì một bé trai đang ngồi xem điện thoại một mình trong phòng khách, ngay bên cạnh là cửa nhà mở rộng. Bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt đội mũ xộc thẳng vào nhà, trắng trợn giật điện thoại trên tay của cậu bé rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cho cậu bé chỉ kịp ngơ ngác nhìn vào đôi tay trống không của mình. Mặc dù bị cướp ít nhất nhưng cậu bé vẫn giữ được an toàn, không bị nguy hại gì đến sức khỏe. Được biết thì gia đình cháu bé sau khi biết được sự việc đã check lại camera và cũng không khỏi thất kinh trước sự việc trên. Sau đó thì gia đình đăng tải đoạn clip trên mạng như một lời cảnh báo đến tất cả mọi người phải luôn cảnh giác để tránh rơi vào tình cảnh nguy hiểm tương tự. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận của cư dân mạng. Hầu hết thì mọi người đều tỏ ra hốt hoảng trước tình huống cướp giật nguy hiểm nói trên. Đồng thời thì nhiều người cũng rất phẫn nộ trước hành vi ngày càng coi thường pháp luật của những tên cướp.